làm thế nào để chúng ta có thể tập chuẩn tư thế căng duỗi phía tây à, dĩ nhiên tên gọi này ở một số địa phương khác nhau sẽ có tên gọi khác nhau đó là nhóm tư thế gặp người phía trước với hai chân duỗi và hai chân áp sát vào nhau với tư thế căng duỗi phía tây sẽ tác động làm tăng sự linh hoạt cho toàn bộ phần cơ gân kheo nhóm cơ ở dưới chân chúng ta từ việc à, nhóm cơ gân kheo nhóm cơ chân được tăng sự linh hoạt sẽ giúp giải phóng cho vùng thắt lưng và từ đó hỗ trợ đặc biệt cho những người vấn đề về thoát vị đế đệm về lệch đế đệm hoặc các vấn đề về cột sống lưng của chúng ta thì đây là cục nhóm tư thế mà gần như là được tập luyện rất là thường xuyên hàng ngày vì lợi ích của nó một cách tổng thể toàn bộ cơ thể của chúng ta và dựa vào tư thế căng duỗi thì tây cũng là một tư thế để kiểm tra sức khỏe toàn diện một người à, thông thường một người thông thường thì yêu cầu trong nhóm tư thế này thể hiện sự linh hoạt của chân và cột sống lưng ở trạng thái vui thẳng thì chán sẽ cách được ngón chân tầm khoảng một gang tay rưỡi hoặc 30 cm thì đây gọi là một cái cột sống một cái cơ chân ở cấp độ gọi là cơ bản thông thường nghĩa là chúng ta đo từ ngón chân của mình về phía chán là khoảng tầm một gang tay rưỡi hoặc ở mức độ cơ bản nhất thì toàn bộ phần thân chúng ta và phần chân tạo thành một góc 45 độ bàn chân dựng lên chúng ta thấy quan sát cái góc giữa chân và thân tạo thành góc 45 độ thì đây cũng là một mức gọi là mức độ cơ bản nhất để chúng ta biết rằng một người uh, có cái độ linh hoạt đã đủ chưa. Và tất nhiên nếu mà họ không làm được điều này thì khả năng rất là cao họ đang gặp vấn đề về thoái hóa lưng, về bị bó cứng cơ và chúng ta phải tập luyện nhiều hơn. Vậy thì để thực hiện tư thế căng rưỡi phía đây. Trước tiên các bạn sẽ ngồi với bàn chân uh, dựng lên, giữ lưng thẳng. Chúng ta sẽ giữ lưng thẳng thật thẳng. Một lỗi sai phổ biến là khi uh, À, không hẳn là lỗi sai nhưng có thể là học viên sẽ cảm thấy bị bó cứng ở toàn bộ phần chân trong trường hợp họ ngồi không thôi như là ngồi không mà lưng còn bị cong thì chúng ta sẽ phải bổ trợ cho họ thêm nhiều cái dụng cụ hỗ trợ hoặc các động tác hỗ trợ thì một vài các trường hợp đó là huấn luyện viên hoặc ai đó sẽ nhắc luôn đẩy lưng lên mà lưng vẫn không thẳng thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng dụng cụ tất nhiên trường hợp này là trường hợp rất là cứng rồi là ngồi lên một viên gạch khi ngồi lên viên gạch nó sẽ giảm áp lực cho toàn bộ phần cơ gân kheo đi chân sẽ hạ thấp xuống và giúp cho người tập thẳng lưng một cách nhiều hơn dĩ nhiên đã ngồi lên gạch rồi thì gần như học viên chỉ đơn giản là giữ được thẳng lưng và hơi gập nhẹ người về phía trước thôi hơi gập nhẹ phía trước để làm sao cảm thấy hơi căng căng ở phần chân và luôn giữ cho phần lưng bị à, được thẳng rồi sẽ bỏ gạch ra ở cấp độ tiếp theo khi mà chân đã giữ thẳng và phần lưng đã thẳng thẳng bao gồm từ phần thắt lưng phần ngực thì tay chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua gối hoặc chạm tới ngón chân tất nhiên để chạm tới ngón chân thì độ linh hoạt đã tăng lên rất là nhiều rồi nhưng trong trường hợp tại vì khi mà luyện tập yoga thông thường mọi người sẽ thấy rằng ai à, người bên cạnh chạm vào tới chân thì tôi cũng chạm tới đúng không nên họ sẽ cố gắng nỗ lực chạm tay vào chân nhưng mà do độ linh hoạt ở phần chân quá yếu nó sẽ làm à, kéo nghiêng cái khung trậu của chúng ta khi kéo nghiêng khung chậu sẽ làm cho phần lưng bị cuộn cong và họ cũng sẽ uốn cong lưng lại để cố với tay để tới chân điều này gây ra việc áp lực rất là lớn nên toàn bộ phần à, đĩa đệm của cuộc sống của chúng ta thì lưu ý không được giữ như thế này càng giữ sẽ càng hỏng lưng nhiều hơn cách khắc phục là giữ lưng thẳng rút tay lại và chỉ giữ lưng thẳng hoặc chúng ta sẽ sử dụng một sợi dây để vòng tay vòng dây qua phần chân chúng ta à, chúng ta thể giữ cả hai tay để cho chắc hơn giữ cả hai tay giữ giữ cả hai tay đây ngoài sẽ nhả ra giữ bằng hai tay thì lực sẽ khỏe hơn đó và chúng ta sẽ giữ sợi dây để làm sao tay chúng ta vẫn đang giữ thẳng nghĩa là sẽ thu nhỏ sợi dây lại đến khi tay thẳng đó và lưng thẳng lên để làm sao giữ chỉ cần hơi căng ở phần chân và lực tay cũng không quá mạnh chú ý nếu tay chúng ta kéo vào dây mà mạnh quá thì cổ chúng ta sẽ bị bó cứng lại thì chúng ta phải thả lỏng sờ phần vai vẫn phải cảm thấy mềm và đẩy ngực lên thẳng và mỗi ngày chúng ta dẻo hơn chúng ta sẽ tiến về phía trước và gập và đến một lúc nào đó tay chúng ta sẽ với tới chân ngón chân đó và không cần dùng dây nữa khi nào không dùng dây đó là khi quan sát lưng phải giữ thẳng dạ. và mỗi ngày sẽ liên tục tiến lên tiến lên nhưng mà chúng ta nhớ quan sát kỹ chân thẳng và lưng thẳng cũng sẽ có một cái trường hợp đó là học viên cố gắng nỗ lực để gập xuống nhưng họ sẽ co gối lại đây họ sẽ cong gối lại lưng họ có thể vẫn thẳng nhưng họ sẽ co gối lại như thế này à, đây cũng là một phương pháp lưng thẳng thả lỏng vai thả lỏng vai đó một số nơi thì họ sẽ áp dụng là cho à, học viên co chân lại như thế này nghĩa là có huấn luyện viên chỉ định nhưng mà trong trường hợp chúng ta tự làm thì đa phần họ sẽ cong gối và họ cong cả chân thì nhắc nhở là bằng cách là khắc phục là một là thẳng chân ra rút tay lại hai là sử dụng gạch nhá còn là mức độ nâng cao hơn thì mỗi ngày chúng ta sẽ gập xuống rất là sâu và thậm chí chán chúng ta thể chạm tới ngón chân đấy là tùy độ dẻo và độ à, linh hoạt của mỗi người có một cái nỗi sai nữa trong quá trình tập luyện động tác này là người tập do nóng vội hoặc họ muốn họ sẽ dùng dình là cứ dùng dình gập lên gập xuống như thế này thì sao có được không? À, tôi khuyến khích các bạn là không nên thực hiện trong phương pháp này thứ nhất là để cái cơ mình nó giãn ra nó phải có thời gian giữ và giữ càng lâu thì nó càng mềm hơn việc dùng dình này thứ nhất là rất dễ bị chấn thương bong gân nên là nó lại giảm hiệu quả đi thì tốt nhất hãy giữ tĩnh hiệu suất việc giữ tĩnh sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc dùng dình dưới thứ hai nữa có một cái lỗi sai đó là nhờ người khác ấn thì sao đúng không nhờ người khác ngồi lên thì nếu mà họ không có kỹ năng chuyên môn họ hay ngồi ở cái phần thân trên này đè bẹp xuống thì không phải mà nếu chúng ta sửa hoặc ấn chúng ta sẽ đẩy ở phần thắt lưng và tạo cho họ cảm giác là vươn dài cuộc sống về phía trước và chúng ta vuốt ở phần thắt lưng này tại vì giãn sẽ giãn rất nhiều ở phần thắt lưng chứ không phải phần ngực bên trên nhưng nếu chúng ta nằm đè lên đây và đè xuống thì người tập sẽ cảm thấy rất là khó thở họ khó thở họ khó chịu và giữ động tác cảm thấy rất là căng thẳng hãy ngồi hoặc là ấn tay vào phần thắt lưng và vuốt dài phía trước thì nếu mà trong trường hợp có người hỗ trợ thì các bạn sẽ phải hỗ trợ bằng cách đấy được không và quan sát xem là gối họ có bị bênh không chúng ta sẽ sờ tay qua gối nếu gối bị bênh lên thì chúng ta phải giảm bớt độ căng đi và giữ tư thế và tất nhiên trong thời thế này về phần hơi thở thì nó sẽ thường sẽ đi kèm với hơi thở là hít và thở đều thật chậm và cứ mỗi lần thở thì chúng ta sẽ gập xuống một chút đôi khi ấy, cái độ gập nó được tính bằng mili nhá tính bằng mili nghĩa là cảm giác không có sự nhúc nhích luôn và cứ mỗi lần chúng ta hít vào chúng ta giữ nguyên và thở ra chúng ta mềm người ra xong chúng ta lại gập xuống một chút một chút tránh trường hợp giữ động tác này chúng ta ném thở nó sẽ tạo cảm giác rất là căng thẳng rất là khó chịu thì đó là cách chúng ta thực hiện từ thế à, căng rỗi phía tây một phần nhấn mạnh cuối tên gọi ở các địa phương có thể khác nhau một chút nhưng lợi ích thì nó vẫn là như vậy thì đây là cách bạn có thể áp dụng vào trong bài tập của mình hoặc áp dụng vào giáo án của mình nếu bạn là một huấn luyện viên và vừa rồi là một phần trong chuỗi 66 tư thế hướng dẫn các động tác yoga chuẩn gốc cho cả những người mới và cả những người đang đào tạo về yoga. Hãy theo dõi trong các video tiếp theo nhé.